Quý vị Nhà Nông và các bạn thân mến, tôi là Hòa, nhân viên của công ty cổ phần Nem Nhật Bản. Sau đây tôi sẽ dẫn bà con cách thủ thức ăn chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học Vina. Nguyên liệu gồm có 5 cân cá gạo, 5 cân cá ngô, nước sạch, dỉ mật và chế phẩm sinh học Vina chuyên dụng để thủ thức ăn, chậu và phần chuyên dụng để rong. Các bước tiến hành gồm có: đầu tiên bà con ta đổ nước sạch vào đây, 5 lít nước sạch. Tiếp theo bà con lấy 150 lít chế phẩm chuyên dụng để ủ thức ăn. Và tiếp theo là 150 ml xỉ mật. Sau đó bà con đảo đều lên, quấy đều lên. Tiếp theo bà con chúng ta đổ 5 cân cám gạo và 5 cân cám ngô này có trong cái chậu này. Theo bà con lấy dung dịch đã hòa ở đây, ta đổ vào đây và đồng thời đảo thật đều, đảo thật đều lên. Bà con lưu ý đảo thật đều nhé. Sau khi đã đảo đều rồi, bà con tiến hành đổ nguyên liệu chúng ta đã trộn vào trong cái chúng ta đã chuẩn bị ở đây. Xin chào các bạn nha. Hiện tại thì sau 3 ngày ủ thì hôm nay mình có kiểm tra cái phân ủ. Thì hiện tại cái phân ủ này đang có mùi rất là thơm. Mùi này là giống như mùi mà chúng ta ủ để nấu rượu và ta uống hàng ngày. Rất là đã. Đây bà con có thể kiểm tra. Thơm phức.